Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quang Chiểu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là hoạt động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Lát chọn tổ chức điểm để các đơn vị xã thị trấn rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội cơ sở trên toàn huyện. Cấp huyện dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Thị Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lò Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Ở xã có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị xã hội, trạm y tế, các trường học, lãnh đạo các cơ quan đóng chân trên địa bàn, cùng 83 đại biểu chính thức tham dự hội nghị. Xã Quang Chiểu hiện có 1.244 hộ dân với 6.041 nhân khẩu, sinh hoạt trên địa bàn 13 khu dân cư, xã có 4 dân tộc cùng sinh sống. Trong nhiệm kỳ qua, thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày càng đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, các tuyến đường liên bản được bê tông hóa, cuộc vận động vì người nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã vận động được hơn 15 triệu đồng, được tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Ban vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn cứu trợ, hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và vận động cán bộ nhân dân trong và ngoài xã xây dựng mới được 81 căn nhà với tổng số tiền là 1.890.000.000 cho các đối tượng già yếu, cô đơn, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 26,7%, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đời sống của các tầng lớp nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 38,7 triệu đồng. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tập trung, thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Chiểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 xác định mục tiêu đổi mới, đa dạng các hình thức vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng các tổ chức thành viên trong khối mặt trận vững mạnh toàn diện, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển nhanh, bền vững. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, khẳng định vai trò vị thế của các tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lò Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện biểu dương chúc mừng những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quang Chiểu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Quang Chiểu trong nhiệm kỳ mới, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đề xuất một số giải pháp như sau. Cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường vận động, khích lệ nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cùng với đó tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, đề xuất với cấp ủy những chính sách sát, đúng, kịp thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Chiểu nhiệm kỳ 2024-2029 với 35 ủy viên. Ông Vi Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Chiểu nhiệm kỳ 2019-2024 được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2029. Sau hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Chiểu
nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Lát lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029.